tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất vật lý của lưu huỳnh dioxide các em nhé. Thứ nhất, lưu huỳnh dioxide là một chất khí không màu, mùi hắc và đặc biệt có tính độc. Chất khí này không màu, mùi hắc và có tính độc. Do vậy, trong các phản ứng hóa học của chúng ta mà sinh ra cái khí SO2 này thì thường chúng ta sẽ phải làm ở đâu? Thường chúng ta sẽ phải làm ở trong tủ hốt, làm ở trong tủ hốt. Các em chú ý nhé, làm ở trong tủ hốt của thí nghiệm là một cái tủ mà chúng ta có thể là chuyên dùng để thực hiện các thí nghiệm mà sinh ra chất khí không tốt, chất khí độc hại, được chưa nhỉ? Hoặc là khi trong ống nghiệm của chúng ta hoặc trong ống nghiệm của ta hoặc là trong cái bình tam giác đựng khí. Đấy, hoặc là trong ống nghiệm hoặc trong bình tam giác đựng khí như thế này thì ở trên này chúng ta sẽ có một ít bông. Bông là bông tổng NaOH.